Thôi, ở trong đấy là người ta hút, mà người ta bóp cái chai này nè. Vào được rồi nè. Ok, hello, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với kênh của chị Hà Sam. Và các em ơi, ngày hôm nay thì chị Hà Sam lại tiếp tục làm theo những video triệu view trên TikTok. Và các em có biết không, mỗi lượt like và lượt bình luận của các em ấy thì khiến chị Hà Sam hạnh phúc vô cùng. Và nếu các em nhấn thêm vào đăng ký kênh thì chị Hà Sam là người hạnh phúc nhất trên thế gian này còn gì nữa. Thế nên ấy, các em nhớ cho chị một lượt like, một lượt đăng ký kênh và đừng quên bình luận đóng góp ở bên dưới cho chị Hà Sam nha. Nào, bây giờ hãy cùng với chị Hà Sam bắt đầu. Trước khi vào những video triệu view ở trên TikTok thì chị Hà Sam có một thí nghiệm nho nhỏ với quả bóng bay này đây. Trời ơi, một quả bóng bay tím mộng mơ các em ạ. Và trên tay chị đây là một cây kim. Các em có nghĩ rằng cây kim này khi đâm vào quả bóng bay nó sẽ nổ hay không? Chắc chắn là bạn nào cũng sẽ nghĩ là nổ đúng không? Để chị Hà Sam thử nhá. Đúng, nổ ngay lập tức các em ạ. Nếu chị Hà Sam sử dụng cây kim to như thế này, siêu to luôn các em ạ, thì liệu quả bóng bay nó có nổ hay không? Các em hãy bình luận xuống bên dưới câu trả lời của các em cho chị Hà Sam biết với nha. Và chúng mình hãy cùng xem đáp án với chị Hà Sam ngay bây giờ. Đây, bây giờ chị Hà Sam sẽ thực hiện thí nghiệm ngay và luôn nha. Liệu có nổ không ta? Run tay quá các em ạ, được rồi. Vào rồi các em ơi. Trời ơi, vào rồi nè. Bây giờ chị Hà Sam vào rồi nhá. Nhưng mà tại sao nó lại không nổ nhỉ? Được rồi, chị Hà Sam sẽ quyết định là xiên thẳng luôn. Đâu rồi? Ok nè. Sợ quá. Trời ơi, có bạn nào ấy thích thí nghiệm mà lại sợ như chị Hà Sam không? Nhìn này, trời ơi. Trời ơi, lâu. Ôi trời ơi. Thoát tim luôn các em ạ. Tuy nhiên ấy, thì các em có biết tại sao mà cây kim to như thế này đâm vào quả bóng bay mà nó lại không nổ hay không? Tò mò đúng không? Bây giờ chị Hà Sam sẽ bật mí cho các em biết nha. Đây, ở đây chị Hà Sam đã chuẩn bị một quả bóng bay rồi các em ạ. Đây, vừa nãy khi sử dụng cây kim nhỏ thì chị đã chọc vào cái phần mỏng nhất của quả bóng bay, đó là phần giữa bóng bay các em ạ. Còn bây giờ khi mà sử dụng cây kim to như thế này, chị sẽ đâm vào phần đây, phần này là phần rất là dày nhá các em nhá. Và ở đây ấy, đặc biệt ấy là áp suất của không khí ấy, đấy, nó không bị mạnh. Đấy, thế nên là khi mà đâm vào ấy, nó chỉ bị xì hơi thôi. Đây nè, nó chỉ bị xì hơi thôi. Và bây giờ chị sẽ lại xiên. Ôi trời ơi, nó xịt mạnh ơi là mạnh luôn. Tuy nhiên ấy thì khi xiên thẳng qua quả bóng bay thì nó lại bị nổ các em ạ. Nhưng mà không sao, thì cuối cùng ấy thí nghiệm của chị Hà Sam đã thành công rồi. Và bây giờ các em hãy cùng với chị Hà Sam vào những video triệu view TikTok đầu tiên. Lọ nước màu đổ lên cái đĩa trắng nè. Đây là chất gì? À, đây là tiêu, trời ơi. Định làm gì đấy? Ui, ảo thuật, đúng là siêu ảo luôn các em ạ. Tại sao nhở? Chị Hà Sam cũng không thể nào lý giải được là tại sao ấy mà những hạt tiêu ấy nó lại chạy lòng vòng ra khỏi ngoài trung tâm đến như vậy các em ạ. Nhưng mà hãy cùng với chị Hà Sam bắt tay vào thí nghiệm nhá. Kể ra ấy cũng rất là đau đầu đấy. Chị Hà Sam suy nghĩ mãi là vì sao nhở mà tiêu lại có thể chạy lòng vòng như thế được. Bây giờ chị Hà Sam đổ nước vào đây. Xong đó, theo như cái video đấy thì là phải là nước màu các em ạ. Thế nên là chị cũng sẽ cho một ít nước màu vào đây nha. Một giọt nước màu, ok. Giọt nước màu này cho đẹp nè. Wow, công nhận là nước màu đẹp cực kỳ luôn ý. Rồi. Các em có nghĩ rằng thí nghiệm của chị Hà Sam thành công hay không? Ok, bây giờ nè.
Đây, tiêu. Này, cẩn thận nhá. Khi mà chất này á, mà nó bay vào mũi là thôi đấy. Chúng ta xác định luôn là hắt xì cả đêm. Ok, và bây giờ ngón tay thần thánh. Trời ơi, có gì đó sai sai. Hình như ngón tay của chị Hà Sam chưa được phù phép các em ạ. Chị đùa thôi. Thực ra ấy, ở trong video đấy chị đã quan sát rồi. Vẫn còn thiếu một giai đoạn nữa các em nha. Đó là chắc hẳn là tất cả các bạn đều biết đây là chất gì đúng không? Đây là nước rửa chén. Ok. Và trong video đấy ngón tay sẽ được nhỏ vào chất rửa chén như thế này nhá. Chị nghĩ là rất là có tương lai đấy các em ạ. Ok nè, nhìn nè. Wow. Vì sao nhỏ, trời ơi, tự dưng ấy tiêu nó chạy giạt sang. Nhưng mà công nhận đây là nhìn rất là đẹp các em ạ. Hiểu được là tại sao đấy hình thành được như thế này luôn ý. Nó thành váng tiêu ở đây nè. Các em ơi, nếu mà bạn nào ấy biết câu trả lời vì sao mà hạt tiêu nó lại tạt ra như hai bên như thế này ấy, thì hãy bình luận xuống bên dưới để cho mọi người biết và chị Hà Sam biết với nha. Trứng. Ở đây chị Hà Sam có một quả trứng gà luộc các em ạ. Chắc hẳn rất nhiều bạn thích ăn trứng gà đây đúng không? Chị Hà Sam cũng thấy chị Hà Sam rất thích ăn trứng gà. Và video thứ hai này nó liên quan đến quả trứng gà này. Hãy cùng xem với chị Hà Sam nha. Một ông Tây, ông đấy cũng khoe quả trứng gà các em ạ. Bóc. Uầy, cách bóc trứng cực kỳ đơn giản. Thế nhưng mà không biết là đây có phải là trò chôn gì không ấy. Tại vì chị thấy ấy, làm gì có ai bóc trứng kiểu này đâu nhở. Nhưng mà không sao, có trứng đây thì mình hãy thử. Rồi, bóc một đầu. Úi trời ơi, cẩn thận không là nó nứt đi. Rồi, bóc đầu thứ hai. Trời ơi, đã lấy hết sức bình sinh rồi để thổi ra rồi nhưng mà không được các em ơi. Chị sẽ thử lại, không thể nào thua cuộc được. Eo mày gót, trời ơi, chả lẽ đây là một trò trôn trứng ấy, chả sơ dịch tí nào luôn. Mặc dù ấy, chị Hà Sam đã bóc rất là rộng rồi, trời ạ. Trời ơi, thành công rồi. Trời ơi, các em ơi, nhìn nè, trứng ra một bên, vỏ ra một bên. Ôi trời ơi, nhìn nè, cái vỏ nè. Vậy là đã thành công rồi. Cuối cùng sức lực của chị Hà Sam ấy đã được đền đáp. Cứ tưởng chôn ấy nhưng mà thực ra lại không phải chôn. Tuy nhiên là hơi mất sức một tí các em ạ. Vậy là video này thành công. Bút màu. Học sinh ấy, bình thường tất cả các em đều có đúng không? Và hãy cùng thực hiện với chị Hà Sam. Rồi, đây chị Hà Sam đã chuẩn bị màu đây rồi. Đầu tiên là gọt màu nè. Rồi. Đây. Khi sử dụng dao ấy, các em phải tuyệt đối cẩn thận nha, không là rất dễ bị đứt tay đấy, nguy hiểm vô cùng luôn. Rồi, bây giờ chị Hà Sam đã đến màu vàng rồi nè. Chỉ còn hai màu nữa thôi là tạo thành hình cầu vồng rất là đáng yêu rồi. Trời ơi, chị Hà Sam hồi hộp chờ đợi kết quả quá. Rồi, cầu vồng sau mưa chuẩn bị xuất hiện đây. Dí vào đây. Lên màu các em ạ. Nhìn kỹ thì nó lên màu. Tuy nhiên
nhiên ấy thì hình như là nó hơi nhạt thì phải. Chị sẽ dí thêm một đường nữa. Trời ơi, vẽ cầu vồng rất là nhanh, rất là gọn luôn. Hình như ấy, chắc là do ấy, chị cạo màu ấy nó chưa được nhỏ, hoặc là ấy, chị sử dụng màu vẫn còn ít ấy, thế nên là màu ấy nó chưa được đậm đà giống trong ở video. Thế nhưng mà ấy, video này cũng coi là thành công. Và bây giờ chị sẽ vẽ thêm mặt. Đây, mặt của cầu vồng giống hệt ở trong video luôn. Ý, cái mắt nè. Đây là những cái nốt nhạc nha các em nha. Ý, đây, tay chân ấy giống hệt những nốt nhạc đúng không các em? Ơi, chị sẽ vẽ thêm cái mũ nè. Các yêu. À, bây giờ là cái mồm nè. Cười tươi nhá. Ý, cái lưỡi. Các em ơi, các em thấy bức tranh cầu vồng của chị Hà Sam có đẹp không? Và bây giờ hãy cùng với chị Hà Sam đến với những video tiếp theo. Các em ơi, lại là quả trứng huyền thoại đây rồi. Thế nhưng mà quả trứng này là quả trứng sống các em ạ. Nếu mà ở nhà các em ấy muốn tách lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng thì các em sẽ dùng cách nào? Còn chị Hà Sam ấy thì chị Hà Sam thấy ở trên TikTok ấy có một video cực kỳ thú vị. Họ hướng dẫn ấy cách tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng. Ôi, rất là nhanh luôn. Hãy cùng với chị Hà Sam xem và cùng thực hiện nha. Trứng nè. Ôi, một, trời ơi. Hai. Ôi, rồi. Ôi, ở trong đấy là người ta hút mà người ta bóp cái chai này nè. Vào được rồi nè. Trời ơi, vào được, vào cả lòng trắng. Vào được các em ơi, nhưng mà vào cả lòng trắng luôn. Trời ơi, thế chị sẽ thử cái quả này. Bởi vì cái quả này đây. Trời ơi, thế cái lòng trắng với lòng đỏ ấy, nó cứ vào cùng với nhau thì tách kiểu gì nhỉ? Rồi, chị sẽ thử lại nha. Đây. Ra đi, em ơi. Chúng ta phải chia nhau từ cáu rồi đấy nha. Đấy, trời ơi, tại vì cái lòng trắng ấy với cái lòng đỏ ấy nó cứ dính vào với nhau ấy các em ạ. Được rồi, bây giờ chị sẽ cắt tách vào đây. Rồi. Xong. Rồi, bây giờ là đổ bên này. Rồi. Lòng đỏ đã sang một bên và bây giờ tiếp theo là phần thứ hai nè. Ấy, phải cho sang bên này. Để tách lòng trắng ra. Ra đây em ơi. Thôi xong, vỡ rồi các em ơi. Vậy là quả này đã vỡ rồi các em ạ. Bởi vì chị Hà Sam vụng về quá mà. Nhưng mà không sao, vẫn được một quả nguyên vẹn. Và các em ơi, vậy là video này thành công nhá. Hey, các em ơi, vậy là chị Hà Sam ấy vừa thực hiện những video triệu view ở trên TikTok xong. Và các em thấy video của chị Hà Sam thú vị không? Nếu mà thấy thú vị ấy, thì đừng quên cho chị Hà Sam một like, một đăng ký. Và nếu các em muốn chị Hà Sam làm những video gì tiếp theo thì hãy bình luận xuống ở bên dưới nha. Còn bây giờ video của chị Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.